Mình xin chào tất cả anh chị em cô chú, những người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này của mình nói chung. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2023. Lời nói đầu tiên thì mình xin kính chúc cho mọi người cũng như là gia đình của mình luôn thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp thật là nhiều may mắn trong cuộc sống anh em nha. Theo yêu cầu của rất là nhiều anh chị em cô chú thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ mini tầm cỡ khoảng 200 lít anh em nha. Hồ này của mình được làm từ chậu kiển nha mọi người. Cái mô hình hồ này của mình thì đơn giản lắm. Ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình có hồ rồi, hoặc là mình dự định mình sẽ mua một cái chậu kiển ở ngoài tiệm về rồi mình làm hệ thống độc. Nhưng mà nhiều anh em thì tìm kiếm những cái thùng lắng á, để mình mua nó cao bằng cái hồ để mình nối cái đường ống ra bên ngoài thì anh em kiếm không có. Mọi người muốn tận dụng những cái ống 200 á, PVC á, mọi người, anh em hỏi mình làm lọc được hay không. Thì với những cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 200 hoặc là 300, mình sử dụng cái ống PVC 200 mình làm lọc rất là tốt nha. Thì tốt như thế nào thì trong video ngày hôm nay, hồ này mình đã được sự đồng ý của em Long ở tỉnh Hòa Bình nha. Long đây là một cái người rất là đam mê với lại cá nha nè. Long theo dõi kênh của mình một cái thời gian khá dài rồi, đúc kết những cái kinh nghiệm của một số anh em trong kênh của mình á. Từ đó là Long chế ra cái hệ thống lọc, có nghĩa là mình mua những cái ống 200 về, sau đó là mình cắt ra, mình đo cái chiều cao của nó bằng với lại cái hồ chánh, rồi mình sẽ nối cái đường ống từ ngay chỗ hồ ra bên ngoài, kết nối vào trong những cái ống đó, mình làm lắng làm lọc luôn. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ của mình hoạt động được tầm cỡ khoảng 1 năm rồi. Anh em thấy nước rất là trong và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của Long lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là giới thiệu cái hệ thống lọc được làm từ ống 200 để ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình không có không gian để xây hồ, hoặc là mọi người muốn làm những cái mẫu mini dễ thương giống như của Long á, mình chưa biết làm như thế nào thì anh chị em cô chú mình có thể là áp dụng theo cái cách làm của Long. Và nếu như mọi người cảm thấy là một mình làm nó hơi khó, mình cần một cái người hỗ trợ tư vấn đồng hành thì anh chị em cô chú mình cứ liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Mọi người cứ nhắn qua Zalo cho mình thì mình sẽ tranh thủ cái thời gian sớm nhất mình trả lời mọi người, sau đó mình cùng đồng hành với lại anh em. Nói chung là đưa ra những cái phương pháp nào làm nó hiệu quả nhất để mong một ngày gần nhất hồ của anh chị em cô chú mình đi vào hoạt động ổn định nha. Thì để bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông số hồ của Long, sau đó mình sẽ nhờ Long chia sẻ chi tiết ngay chỗ cái phần hệ thống lọc hồ của Long á, để cho mọi người xem là trong những cái ống 200 đó thì mình sẽ làm như thế nào, mình sắp xếp vật liệu lọc ra sao mà chất lượng nước trong hồ của Long nó đẹp được như vậy, cá của mình nó khỏe được như vậy luôn anh em nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Để bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông số hồ của Long cho mọi người tham khảo, sau đó mình sẽ nhờ Long chia sẻ cụ thể chi tiết ngay chỗ cái phần hệ thống lọc á, để cho mọi người xem là từ ngay chỗ hồ chánh của mình, cái đường ống nối ra bên ngoài vào trong cái ống 200 đầu tiên, mình có gắn cái co để tạo cái dòng xoáy ly tâm hay không, rồi trong những cái ống đó mình sẽ để vật liệu gì, rồi mình sắp ra sao mà cái chất lượng nước trong hồ của Long nó trong được như vậy, cá của mình nó khỏe được như vậy luôn anh em nhé. Thì hồ chánh này của Long ở đây tầm cỡ khoảng 200 lít nha mọi người. Mình làm từ chậu kiển. Chậu kiển này của mình là để trồng mai, trồng cây kiển á mọi người. Ví dụ như anh em mua mới luôn thì mình nhờ người ta làm tối thiểu là cái đường ống 49 hoặc là 60. Còn nếu như mình mua về đó mà cái đường ống người ta làm sẵn chỉ có 27 hoặc là 34 thì cũng được nha. Mình sẽ nối ra bên ngoài. Nhưng mà cái bơm á, mọi người sẽ xài cho nó vừa phải thôi, nó phù hợp với lại cái đường ống, tránh cái tình trạng mình xài cái bơm lớn nó sẽ bị hụt nước nha. Thì cái lý do mà mình nói mọi người nếu mà mua mới á, mình đi cái đường ống 49 hoặc là 60 á, để sau này ví dụ như anh em nuôi cá một cái thời gian dài, cá trong hồ của mình nó phát triển, nó lớn thì mình tăng bơm nó sẽ không bị hụt nước nha. Thì cái hồ này của mình á, mình mua cái chậu về, sau đó anh em có thể là sử dụng chống thấm nè, hoặc là mình sơn đen để tạo cho cái hồ của mình một cái nền đẹp. Còn nếu như hồ của anh em ở ngoài trời giống như của em Long á, hoặc là có mái che thì mình cũng không nhất thiết là mình sơn đâu. Anh em chống thấm cho nó thật là kỹ thôi. Rồi mình để tầm cỡ khoảng 1 tuần đến là 2 tháng á, khi mà cái hệ thống lọc của mình nó hoạt động một cách hiệu quả đó, cái hồ của mình nó tạo một cái nền đen của rêu nhìn rất là đẹp nha. Bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc thôi, mình sẽ nhờ Long đi sẽ chia sẻ luôn để cho mọi người xem coi là trong những cái ống lắng đó thì mình sẽ để những cái vật liệu gì nhé. Giới thiệu với mọi người về hệ thống lọc của em. Hệ thống lọc của em thì bao gồm 3 bình lọc và một dàn ba ki. Đầu tiên thì em có khoan một lỗ ở giữa chậu để hút phân và cặn bẩn ra ngoài. Nước được hút ra bình lọc đầu tiên thì em có khoan cách đáy khoảng 20 phân để giữ khoảng trống cho phân và cặn bẩn đọng lại ở đấy. Mọi người lưu ý là bên trong ống dẫn nước ra bình thứ nhất ấy, mọi người lắp một cái góc
để nước chảy vào trong bình có thể là xoáy. Đây, nước bên trên rất là trong, để tạo thành một dòng xoáy để phân và cặn bẩn có thể là giữ lại ở giữa, theo lực lưu tâm là nó giữ ở giữa. Trong bình lọc đầu tiên thì của em thì bao gồm Zimat, đá long vũ, nhâm thạch và đèn UV. Nước bên dưới rất là bẩn, rất nhiều cặn bẩn. Ở dưới cùng cách đáy khoảng 30 phân thì em có ngáng hai que tre. Sau đó là em đặt hai tấm Zimat có cắt tròn theo hình của bình, vừa khít nhá. Bên trên thì em có đặt long vũ và nhâm thạch. Em có may một cái túi lưới để dễ lấy ra lấy vào, dễ vệ sinh. Bên trên cùng thì em có đặt luôn đèn UV để diệt tảo, diệt khuẩn. Ở dưới đáy cùng của bình thì em có lắp một van xả. Em thì khoảng một tuần em xả cặn bẩn một lần, thay khoảng 30% nước hoặc 50% nước. Tiếp đến là nước sạch tràn lên bên trên bình thứ nhất. Em tiếp tục em dẫn xuống đáy của bình thứ hai. Bình thứ hai em cũng làm van xả nhé. Trong bình thứ hai thì vật liệu lọc em cũng sắp xếp đúng như bình thứ nhất. Em có đặt thêm một cây thủy trúc ở bên trên để cây bám rễ bên dưới. Rễ cây thì có thể là hút bớt được những chất độc tố ở trong nước do phân và cặn bẩn, và cám nó tan ra thì cây nó hút bớt những cái chất, giải bớt những cái độc tố. Sau đó là nước sạch sang bình thứ ba. Từ bình thứ ba em đặt bơm và em bơm lên dàn ba ki. Trên dàn ba ki thì em cũng có trồng một số cây chậu bà, cũng mục đích là để hút bớt những cái độc tố trong nước. Trong dàn ba ki thì em có đặt đá long vũ và nhâm thạch. Sau đó là nước được trả về hồ. Trong hồ thì em có đặt một cái bơm nhỏ để làm luồng. Rồi thì Long đã chia sẻ là mọi người rất là chi tiết hệ thống lọc hồ của Long nha. Sau khi mà xem qua hệ thống lọc hồ của Long á, mọi người chú ý ở đây Long làm tổng cộng là 3 cái ống phi 200 nha. Nước từ ngay chỗ hồ chánh sẽ nối ra bên ngoài. Khi mà vào trong cái ống đầu tiên á, anh em lưu ý là mình sẽ cho cách đáy tầm cỡ khoảng 20 cm. Bên trong thì anh em sẽ gắn một cái co nha. Cái mục đích mình gắn cái co để nó tạo một cái dòng xoáy ly tâm. Cái phân nè, cặn li ti, thức ăn dư thừa nó sẽ đọng ở dưới cái đáy của cái ống đầu tiên. Mình sẽ làm một cái van xả tầm cỡ khoảng 5 ngày đến 1 tuần anh em xả ra một lần. Bên trên thì mình sẽ để giống như là Zimat gòn đen, anh em sắp 3-4 lớp gì đó. Sau đó là mình có thể là để thêm một ít đá lọc. Nước của mình khi mà nó dâng lên á, nó qua những cái lớp này, nó sẽ gặp một cái đèn UV và từ ngay chỗ đó sẽ theo một cái đường ống thông qua cái ống số 2. Mọi người lưu ý nè, cái ống đầu tiên dâng lên, mình sẽ làm một cái đường ống và chéo xuống dưới đáy của cái ống thứ hai nha. Ở trên thì mọi người để tương tự, có nghĩa là Zimat, sau đó là mình để đá lọc giống như là nhâm thạch, sứ viên, sứ thanh. Nước của mình dâng lên và cũng sẽ theo một cái đường ống xuống đáy của cái ống thứ ba. Thì mình sẽ để là Zimat, trên cùng mình sẽ để là bơm. Bơm thì dưới cái hồ tầm cỡ khoảng là 200 giống như của Ép Long thì mình có thể là xài cái bơm 3.000 hoặc là mình xài cái bơm 3.500 cũng được nha. Mình sẽ bơm lên cái dàn ba ki. Trong dàn ba ki này thì Long để vật liệu lọc giống như là nhâm thạch nè, sứ viên, lọc nước. Sau đó là nước của mình sẽ trả về hồ. Mình có làm thêm một cái bơm nhỏ để tạo luồng, cũng như là ngay chỗ cái phần thác á, nó tạo oxy cho hồ của mình luôn. Thì đây là toàn bộ cái hệ thống lọc mà hiện tại bây giờ Long đang vận hành nha. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ của Long hoạt động được hơn 1 năm rồi. Như mọi người cũng thấy là nước rất là trong, cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ hồ của Long lên, thứ nhất là giao lưu với là mọi người, thứ hai là giới thiệu cái hệ thống lọc được làm từ 3 cái ống 200 rất là hiệu quả nha. Nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái mẫu mini bằng chậu kiển tầm cỡ khoảng 200 hoặc là 300 giống như của em Long á, mọi người chưa biết làm lọc như thế nào thì thông qua video này anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cái cách làm lọc của Long nha. Thì thôi chắc có lẽ là mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh á Long, anh cảm ơn rất là nhiều một lần nữa đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này nói chung, anh chúc cho Long cũng như là gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe. Anh chúc cho công việc của em làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là em Long chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình để có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nha.
Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị em cô chú trong một video gần nhất nha.